dây không vậy? Sắp đứt dây nữa rồi đó. Ui. Em nghe đứt cọng dây vậy. Anh nghe không kịp bực gì. À! Ủa? Ngồi cái ghế này nha. Nhìn thấy ớt. Ôm
cây mình mới mua cho nó đó mà. Ủa sao hả? So small hả? Gọi làm phụ ba đi. Lo nói nhiều quá không thấy. Không thấy làm gì trơn. Thì giống như ba đó, ba cũng làm như vậy đó. Rồi, được rồi đó. Rồi lấy cái cây. Quay lên. Không có đi ra ngoài nha con. Rồi, cây này tới. Đó, ok. Được rồi. Cây này nó không có rễ đâu. Không biết nó sống nổi không. Được á. Cây gì, cái cây đào cái gì của em. Qua bên đào sâu nha. Oh sorry baby. Rồi được rồi, không sao đâu. Rồi, giờ làm tiếp không? Không, bây giờ ấy đi. Ba đắp lại đi. Tại vì